của kênh YouTube Chùa Pháp Tạng. Thầy xin giới thiệu cho quý vị một cái phương pháp trị bệnh không dùng thuốc mà nó rất là hiệu quả, hiệu nghiệm. Cái người nào mà bị giãn tĩnh mạch sâu, rồi là bị đau chân, đau khớp, rồi lại bị đổ mồ hôi chân, đổ mồ hôi tay, hoặc giả là đau thốn gót chân, hoặc là đau lưng, nhức mỏi, rồi bị cảm bệnh lặt vặt mà không có rõ lý do. Đó là do mình là bị cảm lâu ngày, nhập lý, hoặc giả là không có thông máu hoạt huyết của cơ thể của mình, làm cho các kinh mạch ở chân của mình nó bị nghẽn, hoặc là tê chân, tê tay, nhất là giãn tĩnh mạch của ở dưới chân của mình á, quý vị. Thì đây là một cái phương pháp mà chúng ta là đi ở trên cái đá sỏi thôi. Và quý vị là biết thầy hướng dẫn cho quý vị á, là chúng ta đi mua cái sỏi ở bên ngoài. Quý vị thấy nè, đây là cái loại sỏi, hoặc giả là chúng ta mua cái đá mi, đá mịn á, cái loại mà đá nhỏ nhỏ nè, hoặc là cái đá mi mà người ta trải đường đó, mịn mịn đó, nhỏ đó, mình làm cũng được nữa. Thì mình làm cái con đường, quý vị thấy không, mình làm đường đi, đường thẳng hoặc đường vòng gì cũng được, rồi đầu mình mới rải cái đá này lên một lớp đó, một lớp 2-3 phân gì cũng được đó. Mình lấy cái đá nè, đi mình cải đều lớp này, rải lớp 2-3 phân đó, đây thầy rải sẵn cho đó. Đó mình rải một lớp đá đây cho nó đều thành con đường đi vậy thôi, ba xa cũng được, dài bao nhiêu cũng được á, mình rải luôn nè. Đó, sau khi chúng ta gãy xong á, con đường quý vị thấy không, nó vòng tròn đó. Thì chúng ta gãy con đường xong á quý vị, thì vào buổi sáng hoặc là vào buổi chiều, một ngày ít nhất là 2-3 lần, một lần như vậy á là phải trên 10 phút, chúng ta đi trực tiếp cái chân ta tiếp xúc ở dưới cái sỏi này nè. Đó, bữa trước á có cô Phật tử là bị giãn tĩnh mạch rất là lâu ngày mà uống thuốc hoài, uống hết dài, đổ mồ hôi tay, đổ mồ hôi chân, thì thầy đã hướng dẫn này nè, làm trong vòng cả nửa tháng là hết nè. Nhớ là quý vị đi chân không nha, cái chân mình đây nè, đó, chân là chân không, có nghĩa là chân mình không có mang vớ, mang giày, mang dép gì hết á. Quý vị nhớ là ông bà ta ngày xưa ít bệnh ít hoạn là tại vì khi lao động á, trực tiếp cái chân mình á là xuống cái nền đất, cho nên đó là cái lòng bàn chân của mình á là nó chứa các cái huyệt đạo, và các cái trong cơ thể của mình các bộ phận á nó đều có liên quan tới liệt huyệt đạo của lòng bàn chân, nên khi chúng ta giải á là bằng cái đá sỏi này nè là rất là hữu hiệu. Cái gì đó là chúng ta đi như thế này, nhớ là quý vị đi á là cái gót chân xuống trước, rồi mới tới á, cái bàn chân xuống sau đó, mình đi thế này đó, mình đi từ từ á, vừa đi vừa đi kinh hành. Nếu người nào thiền á thì người ta đi á là người ta sẽ giữ tâm chánh niệm trên từng bước đi của mình, còn nếu người nào á tu tịnh độ á thì là người ta đi sẽ niệm Phật, ví dụ Nam Mô A Di Đà Phật. Còn quý vị nào á mà chúng ta bình thường đi để trị bệnh đó quý vị, là chúng ta lắng tâm, nhớ là chúng ta đi ở đây là mình cái tâm mình á lắng xuống cách yên ắng. Mình đi buổi sáng với buổi chiều, hai buổi thì tốt nhất, buổi thì phải trên 10 phút nha quý vị. Quý vị cứ đi thôi, làm cái vòng nhỏ nhỏ này nè, chúng ta đi không tốn bao nhiêu tiền đâu. Ví dụ như mình mua vài bao đá gì đó, rồi mình rải xuống, mình chặn hai bên, mình có thể làm bằng đất cũng được. Ở đây thì thầy xây bằng gạch. Quý vị biết là cái lòng bàn chân của mình là chứa các bộ huyệt trong đó, nên nó mình giải quyết bằng cách này là trị bệnh rất là hữu hiệu. Không phải chỉ những cái bệnh mà thầy vừa nói đâu, mà nó làm cái tăng chất đề kháng.
lắng tâm, cái tâm mình á lắng nhẹ nhàng rồi chúng ta đi thôi. Nhớ là phải trên 10 phút nha. Giải hết các huyệt đạo. Đó, người nào mà chân mình yếu, nhất là cái chân mình nó đi đứng khó khăn, chân mình yếu á, quý vị thì là chúng ta đi ở đây nè. Nếu cái chân mình yếu á thì mình đi thời gian chân mình mạnh lên, rồi đổ mồ hôi chân, rồi đau gót chân, rồi giãn tĩnh mạch, đau khớp, rồi nhức lưng, nhức mỏi cơ thể, nhất là bệnh an mà bệnh hoài mình không biết á, là bệnh gì nó an hoài vậy đó, là mình đi cái này á là tuyệt vời nè quý vị nè. Do đó mà chúng ta hãy làm cái này không tốn bao nhiêu tiền đâu, và mình sẽ đạt được cái kết quả rất là tốt. Chúc quý vị thành công trong một phương pháp rất là đơn giản mà trị bệnh rất là hữu hiệu, nó có thể phòng ngừa được tất cả các bệnh tật, nhất là cảm cúm phong hàn, yếu cơ thể đó, và nó giải phóng các cái huyệt đạo và để cho chúng ta vượt qua các cái bệnh tật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.